Hôm qua đấy tình hình là rất si tình hình các bác ạ. Em phải đi ngủ sớm, 9 rưỡi em đi ngủ rồi. Thế là sáng nay thì em lại cũng dậy sớm, 4 giờ em dậy rồi. Em vớ được cái tin là Bộ Xây dựng kết hợp với cả Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chuẩn bị xây cái gọi là cái khu nghĩa trang để cho cán bộ cấp cao khi mà chết đấy thì về đấy chôn. Nói thật chứ cái câu nói của giáo sư Ngô Bảo Châu thì nó không bao giờ là sai được, không bao giờ là hết tính thời sự được. Bởi vì khi mà giáo sư biết được là cái tỉnh Sơn La ấy là cái tỉnh suốt ngày mà xin viện trợ để cứu đói vào những dịp cuối năm hàng bao nhiêu chục nghìn tấn gạo ấy, và trong khi đó là quan phụ mẫu của cái tỉnh Sơn La đấy phải bảo là bây giờ chúng tôi cần 1.400 tỷ đồng để xây tượng đài, vì các đơn vị khác, các địa phận hành địa giới hành chính khác như là những cái tỉnh khác có tượng đài mà chúng tôi không có tượng đài thì chúng tôi quan ngại. Giáo sư Ngô Bảo Châu mới biết được như vậy và giáo sư đã nói một câu rằng là một cái tỉnh mà nghèo đói như vậy mà xây tượng đài thì không thần kinh thì cũng khốn nạn. Đấy, cho nên là chính phủ nào, quốc hội nào, ban ngành nào mà phê duyệt cái dự án mà xây 120 hectare nghĩa trang, cái chỗ chôn thây của những cái ông cán bộ cấp cao thì các ông đéo thần kinh thì các ông cũng khốn nạn cái con mẹ nó rồi nhá. Tôi nhá, má nó cạn lời, con buôn như tôi ấy mà, con buôn như tôi là cái thể loại mà bán mắm thôi mà, nhưng mà tôi nghe thấy được cái tin đấy thì trong lòng tôi nó máu máu me nó dồn hết lên não rồi, nó chả còn ở chỗ khác nữa bởi vì nó quá ức chế rồi. Xin phép các ông, các bà, các cô, các bác, anh chị ở đây cho em bịt mẹ chúng nó một phát, tổ sư bố chúng nó chứ. Ôi giời ơi, dân đói há mồm ra kia cờ. Bây giờ nhá, các ông các bà thử xuống mấy cái tỉnh miền Tây xem. Có một cái trường hợp mà cái cô này cô bị bệnh, cô gầy gò, cô ốm yếu, mà cô đi bán vé số để nuôi một mẹ già chín mươi mấy tuổi. Đấy, quan phụ mẫu nào, quan chức cán bộ nào bây giờ các ông các bà làm nào lo cho dân đi. Cái người sống các ông đéo lo, thì các ông lo người chết cái con mẹ gì. Ôi giời ơi, ôi giời đất ơi, địt con mẹ nhà các ông chứ, tổ sư cha nhà các ông chứ. Giời ơi, tôi ức chế quá rồi, tôi mệt mỏi quá rồi. Cho khi phải cho một ít thuốc hạ huyết áp thế này thì tăng xong tăng huyết áp thế này thì chết mẹ nó luôn ở đây rồi. Bây giờ nha, tôi phân tích luôn mà cái khu đất mà gọi là 120 hectare mà khu cái quy hoạch cái khu nghĩa trang để cho các cán bộ cao cấp này. Bây giờ tính luôn nha, bây giờ người sống công đéo lo, công đi lo người chết là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nó vi phạm pháp luật và nó vi phạm gọi là cái đạo đức. Nó nói cho ông nghe nhé. Theo điều 4 của Nghị định 35-2008 CBND của Chính phủ quy định về cái việc hung táng người chết. Đấy, về việc hung táng là mỗi người là được 5 mét vuông. Đấy. Còn khi mà cát táng ấy, thì mỗi người được 3 mét vuông. Hà cớ gì các ông mang một, trong khi đấy thủ đô đã là quỹ đất đã là quá hạn hẹp rồi, không có quỹ đất để mà xây dựng các cái hầm gửi xe để mà tình trạng kẹt xe rồi đủ các kiểu rồi, quỹ đất không có để phát triển. Mà bây giờ các ông dành ra tận 120 hectare để có quy hoạch để cái xây dựng lăng mộ, lăng tẩm cho các quan chức. Ôi giời ơi, tổ sư cha người sống còn đói đói há mồm ra đây này mà lo gì người chết. Ok, bây giờ nói như thế này là các ông thế này này, tôi nói thật với các ông ấy, các ông đang đang bị một cái hủ tục, các ông bị một cái hủ tục mà nó làm cho các ông, nó làm cho các ông nó bà mụ mị hết đầu óc.
Bởi vì ngày xưa ấy, tôi nhớ là người ta theo cái quan niệm của người Trung Hoa ấy, thì người ta nói rằng là cuộc sống ở trên trần thế này nó không là gì cả, mà chỉ có cuộc sống sau khi chết mới là cuộc sống. Chính vì cái hủ tục đó mà cái ông Tần Thủy Hoàng ấy, ông ấy chôn theo, khi mà cái lăng mộ của ông ấy chôn theo bao nhiêu là người mà cận vệ rồi vàng bạc châu báu, cũng giống như cái việc Napoleon, mấy cái ông pharaoh của Ai Cập ấy cũng bảo là thế giới khi chết nó mà là đấy mới là cuộc sống, cho nên là xây lăng, xây tẩm, xây mộ bia phải nói hoành tráng vô cùng luôn. Trong cái quá trình mà em đi làm thiện nguyện ở cái khu vực miền Trung ấy, em thấy là nhà người dân thì nghèo đói sơ xác, trường học bệnh viện thì trông chất vá cũ kỹ xuống cấp sập sệ, mà lại đi ra nghĩa trang thì nói đùa em chóng mặt luôn, em chả hiểu vì sao mà nghĩa trang lại to như thế, mả họ với cả mả ông bà ông vải mà to cành càng, xây hàng tỷ bạc một cái ấy. Cho nên là con cháu nghèo đói dã hạng ra thì kệ bố con cháu, nhưng mà tao chết là chúng mày phải hương hỏa cho tao, mồ mả cho tao nó phải đẹp đẽ, tao về tao phù hộ độ trì cho. Thì ông bà ông phải phù hộ độ trì kiểu đéo gì mà con cháu vẫn đói dã hạng ra, đi tha phương cầu thực, đi cu li làm cu li cho năm châu bốn bể. Ôi giời ơi, thì các cụ muốn xây to, xây mồ to mà đẹp mà chả phù hộ con cháu gì cả, để con cháu đói khổ rách dưới đi lang thang cơ nhỡ đi vào trong Sài Gòn bán vé số. Ôi giời ơi, các cụ thế các cụ có xứng đáng không? Nói thật cho em, nhiều khi em nói thế này khẩu nghiệp nó vật em đấy, thế nhưng mà thôi kệ mẹ nó đi, không thì em người sống không lo, lo người chết. Bây giờ nha, cái trách nhiệm của con theo cái quan niệm của người Á Đông, người cái mắc cái bệnh gọi là mình theo cái thói quen, hay không phải mình nhiễm cái văn hóa của Trung Hoa trong Trung Cộng ấy, là nghĩa tử là nghĩa tận đấy, mà sống thế nào cũng được nhưng mà chết thì phải ngon lành, thì ngon lành nhưng mà nó lại còn phải phụ thuộc vào điều kiện kinh tế tài chính của cái người con cháu người đấy chị lại. Ôi giời ơi, cái ông có thần kinh khốn nạn nó vừa thôi. Dân đói há mồm ra 1.400 tỷ đồng để xây nghĩa trang cho các ông các bà. Ôi giời ơi, cho dù là dân chúng tôi có yêu mến các ông các bà bảo xây nghĩa trang như thế, và những cái người mà quan chức có tâm thì các ông các bà phải từ chối ngay, bỏ ngay cái dự án này đi chứ này, bởi vì nó vi phạm pháp luật này. Tôi nói rõ ràng nha, theo cái điều 4 của nghị định 35/2008 CDNP của chính phủ quy định rõ ràng là hung táng được 5m2 và an táng thì được, cát táng lại sau khi mà hết 3 năm mà mãn tang bắt đầu bốc mả đấy, người ta gọi là bốc mả đây, được 3m2. Bây giờ các ông quy hoạch 30-35m2 một phộ mộ phần cho cán bộ cấp cao, thì các ông là cái thể loại gì hả các ông các bà? Bộ xây dựng, Ủy ban dân thành phố Hà Nội với cả cái bộ xây dựng. Khi các ông sống, các ông đã hành hạ dân đen chúng tôi khổ sở, bây giờ thì các ông chết, các ông cũng phải cố gắng để hành hạ dân đen chúng tôi là thế nào nhỉ? Người ăn xin đầy đường kia cả, trẻ em người già bán vé số lê lết mọi góc đường kia cả, người tàn tật, người già neo đơn không có nơi nương tựa chăm sóc kia cả. Các ông đi chăm sóc hộ những người đấy hộ tôi cái. Bệnh viện thì 2-3 người nằm một giường, chui rúc cả dưới gầm ấy, cả cầu thang hành lang bệnh viện la liệt cả người bệnh, các ông không lo? Ôi mẹ ơi, cái bộ xây dựng ơi, ông nào là ông bộ trưởng bộ xây dựng nhỉ? Ôi trời ơi, với cả cái ông Nguyễn Đức Trung ông Nguyễn Đức Trung là ông chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội. Ôi trời ơi, ôi trời ơi, tăng sông mẹ nó rồi. Lát nữa em nói xong mà em có vào cấp cứu bệnh viện, các bác đến thăm em mang cái đần đường sữa đến nha, hôm nay em tăng xong thật sự luôn. Em chưa có cái sờ chim nào mà em tăng xong như cái sờ chim này. Em hết mẹ hơi để nói rồi bà con cô bác ạ. Bây giờ cơ sở pháp lý nào, cơ sở pháp luật nào để mà cho phép ông quy hoạch một cái nghĩa trang, một cái mộ phần mà 30-35m2? Tôi thử hỏi các ông thế thôi. Các ông vi phạm pháp luật một cách trắng trợn, nghị định 35 chính phủ đưa ra năm 2008 đấy. Các ông không biết, ông sợt ngay nghị định của chính phủ cho tôi. Ôi giời đất ơi, chó đéo mẹ các ông các bà chứ mà này.
Các bà hành dân các bà thần kinh khốn nạn nó vừa thôi. Dân chúng tôi khổ lắm rồi. Ôi giời ơi. Các ông các bà có thấy không? Dân tha phương cầu thực đầy đường bán vé số, bị bọn côn đồ cô hồn các đảng nó giật vé số. Khóc khóc mếu mếu. Đây này, nếu như hôm nay mà không phải là gần Tết, không phải bận công việc thì em cũng phải phi ngay xuống Trà Vinh để mà em thăm hai mẹ con nhà cô này. Con thì tầm khoảng 60 tuổi, gầy gò ốm yếu, mồm vẩu si ca vâu lên, xong rồi chân tay cứ liệt bả thế này này. Mẹ thì 90 tuổi ngồi một chỗ, không còn một cái nguồn thu nhập nào. Cái cô đấy phải đi bán vé số để nuôi mẹ, nhưng mà không hiểu nợ nần kiểu gì mà bị bọn nó chặn đường, nó cướp mất 91 tờ vé số. Khóc khóc mếu mếu khổ sở, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, lang thang khổ thở như thế. Phải nhờ người xuống đấy để mà chia sẻ giúp đỡ hai mẹ con nhà đấy, để sau mà cái Tết này có được một nồi thịt kho, có được mấy cái bánh tét ăn cho nó ấm lòng. Địt mẹ các ông, chứ lại người sống chúng tôi còn chết dở, sống dở và các ông lo cho người chết. Địt mẹ các ông. Ôi giời cao đất dày ôi, ôi thiên địa ôi, có cái đất nước nào mà nó lại tệ bạc, mà nó lại đối xử với cả người sống mà còn khổ hơn người chết thế này không? Bây giờ tôi nói luôn một câu nhá, giá như mà các ông ấy, các ông các bà quan chức lãnh đạo, những người là mẫu nghi thiên hạ đấy, mà các ông các bà lo cho dân đấy, ôi dồi ôi, lo cho dân từng ly từng tí một đấy, thì bắt đầu khi các ông bà quy tiên đấy, dân chúng tôi cảm thấy là vì cái khi mà các ông còn sống, các ông các bà còn sống, các ông cống hiến phục vụ dân, chúng tôi thương cảm và chúng tôi muốn tri ân các ông các bà, chúng tôi làm như vậy thì đã đành. Ôi giời ơi, thế bộ xây dựng, tiền của bộ xây dựng à? Nói luôn ông nào, ông bộ trưởng bộ xây dựng, tôi dân đen bán nước mắm nha, lớp 3 trường đảng dân đen bán nước mắm, phản đối kịch liệt xây mộ nghĩa trang 1.400 tỷ đồng cho quan chức, tôi đéo thích đâu, không chấp nhận nha. Ôi mẹ ơi, hôm nay tăng sông chắc cú luôn, và bệnh viện khẩn trương luôn. Hình như là giờ này nó quá ức chế, nó quá tức, cho nên là em không nói nổi nữa luôn rồi các bác ạ. Ôi giời ơi, AK-47 đâu rồi, lực lượng AK-47 đâu rồi, các ông các bà, các cô các bác, các ông các bà, AK-47 đâu rồi, vào đây mà xem này. Vào đây mà xem tôi nói đúng hay không. Tôi nói đúng hay không khi mà quan chức lấy tiền thuế của dân, dân đã khổ nợ công ngập đầu rồi để đi xây nghĩa trang cho các quan chức bây giờ. Các AK-47, các ông các bà, các vị có thấy như thế xứng đáng hay không? Ôi giời ơi, tăng sông mẹ rồi, sao thở không ra hơi bà con cô bác ạ? Hôm nay em thở không ra hơi nữa rồi. Ôi giời ơi, có cái gì ngọt ngọt cho em ăn đỡ đi, không thế này em chết. Ha? Cà phê á? Tăng sông mẹ rồi, hình như tụt huyết áp bà con ạ. Có cái gì ngọt ngọt không cho tí nhỉ? Ngọt lắm. Ôi cái này mà ngọt ạ? Ngọt lắm. Tăng sông uống cà phê nó có đỡ không các bác? Chó đéo mẹ phản đối xây nghĩa trang cho quan chức, địt mẹ quan chức đéo muốn. Tăng xong mẹ rồi. Ôi giời ơi, ôi giời ơi, con Nam Mô Bồ Tát bát bộ kim cương, gãy bốn chân giường chết ổ chó con, còn con chó mẹ tao không cho đẻ, mang mẻ giềng tao đi thịt chó. Ôi giời ơi, ôi bà con cô bác ơi, thế nghĩa trang Mai Dịch hết chỗ rồi à? Quỹ đất Hà Nội đã hết chỗ rồi, mà bây giờ thiêu bố nó đi, chết thì thiêu đi cho nó gọn gàng sạch sẽ, xong rồi mang cho cốt ra giải ở Biển Đông ấy cho nó mát mẻ. Làm gì mà bây giờ lấy 120 hecta cộng với cả 1.400 tỷ, nói là 1.400 tỷ thế nhưng mà nó lại lên đến 2.400 tỷ, đến 10.400 tỷ, dân đen còng lưng ra mà đóng thuế để xây nghĩa trang liệt sĩ các kiểu cho quan chức. Ôi giời ơi, chó đéo mẹ quan chức, thế này không sống được.
Ôi trời ơi, tăng sông mẹ rồi, yếu quá rồi, không nói được rồi, tim đập nhanh quá rồi. Ôi trời ơi, có cái gì ngọt ngọt ăn vào đây để cho không người em tụt huyết áp mẹ nó rồi các bác ạ. Đúng rồi, chả có bánh trái gì giờ này, chả có bánh trái gì mà ăn, thế có buồn không chứ lị? Tôi bán nước mắm thế này. Ôi trời ơi, các ông bà đấy xây tượng đài hết rồi. Đúng rồi, đất đai tổ tiên mồ mả của dân thì chúng nó cưỡng chế, chúng nó mang máy cày máy ủi, chúng nó xúc hết cả mồ mả ông cha người ta lên để chúng nó giải phóng mặt bằng. Thế mà bây giờ chúng nó lấy mẹ nó 120 hecta quỹ đất của thành phố để nó xây nghĩa trang. Nó xây nghĩa trang mà bố chúng nó ở đấy à trời. Bộ xây dựng đâu? Ông Nguyễn Đức Chung, chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội lạy ông. Ông sống không phải thương dân một tí chứ này, dân đang đói khổ nợ công ngập đầu ngập cổ kia cả. Ông Nguyễn Đức Chung ơi, chủ tịch Ủy ban dân ơi, khổ thân chúng tôi dân đen đói khổ lắm ông à. Ôi ông ơi, ông Nguyễn Đức Chung ơi. Ai là người phê duyệt cái dự án này? Ai là người phê duyệt cái dự án này? Không thể chấp nhận được, nó vi phạm cả đạo đức, nó vi phạm cả pháp luật luôn. Lại còn mai táng hủ tục xây mồ mả ông cha cho nó đẹp vào, dân đen thì đói khổ, chăm lo cho người chết hơn là người sống, đéo hiểu nổi cái tư duy, cái não trạng của cái mấy ông quan chức đấy. Ôi giời ơi, ôi làng nước ơi. Ôi trời ơi, ôi chị Kim Phụng ơi, mệt mỏi vô cùng, tăng sông tụt huyết áp vì chúng nó thôi. Ôi trời ơi, lại các bác, tình hình là bây giờ là em tự nhiên em đuối như cá chuối ấy, tim đập nhanh, xong rồi là hết hơi, xong rồi tim đập nhanh hết hơi, xong bắt đầu đau đầu. Quả này tăng sông chính cống luôn. 1.400 tỷ đồng để xây nghĩa trang cho quan chức, mỗi mộ phần của quan chức nó chiếm tới tận 35 mét vuông, trong khi đấy quy định về an táng, mai táng hay cát táng chỉ có từ 3 đến 5 mét vuông thôi. Ôi mẹ ơi, chắc em chết mất thôi. Ôi giời ơi, thiên linh linh, ôi địa linh linh, ôi giời ơi, ông bà, ông vải tổ tiên của người Việt đâu rồi, lên vật chết mẹ đứa nào nó mang cái dự án này ra đi, giời ơi. Các ông vì lòng tham, các ông vì danh lợi, các ông vì tiền tài, chức vụ, quyền hạn, mà các ông xem dân đen như cỏ rác, các ông đạt được mọi mục đích vì lòng tham của các ông, thì các ông có mồ yên mà đẹp đến mấy thì các ông sống cũng không yên. Khi mà xuống đấy Diêm Vương nó vật chết các ông thêm vài lần nữa, tôi nói thật luôn đấy. Các ông sống các ông phải nghĩa tình, lo cho dân, các ông phải không vì tiền tài, các ông phải vì chính nghĩa, các ông phải vì lương tâm trách nhiệm của gọi là những người lãnh đạo để lo cho dân. Chứ bây giờ kể cả ông mồ yên mả đẹp đến mấy thì đi xuống 7-8 cửa ải địa ngục ở dưới đấy, chắc là Diêm Vương với cả Hà Bá nó tha cho ông chắc. Ôi giời ơi, sao mà lại có cái sự thần kinh khốn nạn nó đến cùng cực như thế này hả các ông các bà? Ôi giời ơi, đang sờ chim đừng nhắn tin nữa, khổ quá cơ. Dân đen lê la, bán vé số, đi xin ăn, khổ cực lắm. Nếu như luận điệu các ông nói rằng ở nước nào cũng có vô gia cư, nước nào cũng có xin ăn đói khổ, đúng rồi.
Thế nhưng mà nhìn quan chức của người ta xem người ta có phải vì dân vì nước hay không? Các ông sống, các ông ác nó vừa thôi chứ lại... Trẻ em hàng ngày đu dây đi học, bơi qua sông để đi học kiếm con chữ. Các ông hết xây cổng chào 200 tỷ đến tượng đài vài trăm tỷ, bây giờ các ông lại quay ra lại xây nghĩa trang nữa chứ lị. Bộ xây dựng hay là ông quốc hội nào mà phê duyệt cái dự án này thì sẽ bị gọi là dân đen. Chúng tôi đời đời nguyền rủa các ông, chúng tôi ăn mắm ăn muối chúng tôi nguyền rủa các ông, thì thề nào giời cũng đánh thánh cũng vật chết các ông. Các ông sống ác như thế thì các ông phải trả giá nha, các ông đừng có ác quá như vậy nha. Nợ những nợ công kia cả ngập đầu kia cả, các ông thanh toán được chưa? Mà các ông toàn làm những cái điều mà không thể ai chấp nhận được, trời không dung đất không tha cho các ông. Nói thật luôn. Đấy, cho nên là vì sao mà đi về miền Trung đấy, dân đói ôi là đói luôn, mà nghĩa trang phải to cha bá lửa. Rồi ôi, uống cái gì cho hết tăng sông bây giờ như này. Uống cái gì cho hết tăng sông rồi, em tăng sông mẹ rồi, em không có nói được nữa đâu, em tụt mẹ huyết áp rồi. Em nghe em đuối lắm rồi. Nghe em đuối như cá chuối rồi. Hay là các bố giả vờ bày vẽ ra để các bố lấy cái, không còn cái gì bày vẽ để các bố hút ngân sách, các bố tranh thủ tham nhũng, hay các bố mà các bố vẽ ra để các bố tranh thủ tham nhũng nhỉ, chứ em chả hiểu đâu. Cái nước Mỹ nó rộng thênh thang hơn 9 triệu km vuông kìa, thế mà người ta chết thì người ta vẫn cứ thiêu cái cờ, xong rồi giải cho cốt để đi ra ngoài sông ngoài biển cho nó mát mẻ cái cờ. Thế dân mình là đất chật người đông rồi, có 300.000 km vuông thôi, giờ lại còn bây giờ tạo dân số là phải đến năm 2020 đạt 100 triệu dân đấy, mà bây giờ đất đai quỹ đất đã không có để mà xây dựng trường học bệnh viện rồi là xây dựng những cái khu trung tâm chăm sóc sức khỏe cho người dân thì không thấy đâu. Thế mà bây giờ đi xây nghĩa trang 120 hecta thì nói đùa, xưa không thần kinh thì cũng khốn nạn quá. Nghị định của nhà nước ban hành mà các ông cứ coi như mớ giấy chủ đít đấy nhỉ. Thiệt luôn này. Nghị định 35 đấy. CDNB của chính phủ đấy. Nghị định 35 của chính phủ. Về cái vấn đề mà an táng, hung táng và cát táng cho người chết. Quy định tại điều 4. Cụ thể như sau. Đấy. Mộ phần an táng, hung táng, cát táng của mỗi cá nhân tiêu chuẩn là 5m² đối với việc hung táng, 3m² đối với việc cát táng. Thì các ông là những người làm luật, các ông ban hành luật ra xong các ông coi như mớ rẻ chủ đít, các ông lại chủ đít à? Hay là các ông lại ngồi lên pháp luật thế hả các ông? Ôi giời ơi, chủ đít người ta lấy giấy mềm mà chủ đít bằng cái nghị định thông tư thì đau đít lắm, rát đít lắm, chảy máu đít đấy. Các ông các bà ạ. Thế hóa ra cái đấy là chỉ áp dụng dân đen thôi à? Thế cán bộ là miễn nhiễm à? Thế là thi đéo nào nhỉ? Các ông lo sau khi các ông chết mồ yên mả đẹp,
để chết trên trên những sự đau khổ. Các ông được yên nghỉ trên sự đau khổ, trên sự đói cùng cực của người dân là các ông. Các ông có phải người không? Các ông có phải là trong dòng máu của các ông có tí máu đỏ nào không? Để tôi cắt thử xem có không nha. Hay là toàn là máu nó lạnh tanh như là cái máu của mấy con rắn độc ấy. Các ông, các ông ơi, chúng tôi nhá, chúng tôi gọi là bây giờ chúng tôi đi van xin cái sự có lương tâm với cả lương tri của các ông á. Không có, không van xin được. Bởi vì tôi biết rằng là cái chế độ độc tài này ấy, các ông thích làm béo gì các ông làm. Đấy, loại bán mắm như tôi mà có kêu gào có thế nữa, có tăng xông hay là mẹ có đột quỵ ở đây thì cũng đéo ảnh hưởng đến bố con thằng nào. Nhưng mà cái lương tri của cái con người mà sống trong cái xã hội này, tôi phải lên tiếng. Tôi phải lên tiếng để cho người, nhiều người khác biết được cái bộ mặt đểu giả, ác nhân, ác đức, vô lương tâm, vô trách nhiệm của những người làm quan chức vợ các ông các bà. Các ba ông bà xứng đáng không? Thì có dân đen thì mới có quan chức chứ lầy. Thì không có chúng tôi ai lấy, ai đóng thuế để các ông các bà được hưởng đấy à? Bây giờ nói to, nói lớn đéo nói được nữa rồi. Bây giờ nói nhẹ thôi. Đấy, phải nói là tại sao những người trong nước của chúng ta lại không thể nào mà lên tiếng để mà phản đối cái việc này, mà cứ để cho các anh các chị đồng bào hải ngoại cứ phải kêu gào lên. Bởi vì các anh các chị đấy, họ được ngày hôm nay ấy, họ đã là phải hy sinh cả tính mạng để họ vượt biên vượt biển, để họ tìm mọi cách để họ sang xứ tự do. Bây giờ họ được sống sung sướng rồi, nhưng họ nhìn về đất mẹ của họ, họ không khỏi áy náy, họ không khỏi bàng hoàng khi mà họ thương cảm cho người dân trong nước của chúng ta đang phải sống như thế nào, đang phải đối diện với cả cái một cái dàn lãnh đạo như thế nào. Có đau xót không khi mà người dân trong nước chúng ta lại im lặng, chúng ta lại thờ ơ, chúng ta lại bảo là cái việc đấy là việc chính trị, cái việc đấy là việc đao to búa lớn, dân đen chúng mày bổn phận là chỉ có đi làm đóng thuế, toát mồ hôi đít ra đóng thuế thôi. Ý kiến ý cò cái đéo gì, ta bắt đầu mày bây giờ mà ta sẽ quy mày vào tội mà tám theo điều 88 toàn là những cái điều luật mơ hồ. Cái điều luật mơ hồ mà lại đéo thể chấp nhận được. Quan chức đéo gì mà lại, sao mà chúng nó ác thế chứ lại, dân đen đói khổ đéo lo, đi lo cho người chết. Cán bộ cấp cao, thử hỏi các ông cán bộ cấp cao, các ông làm được gì cho đất nước tôi? Các ông được làm được gì cho đất nước tôi khi mà GDP của nước tôi chỉ bằng 93 triệu dân của chúng tôi, chỉ bằng GDP của 400.000 công nhân của công ty Samsung hả các ông các bà? Chúng tôi phải mất 59 năm nữa thì chúng tôi mới đuổi kịp được sự phát triển kinh tế của Thái Lan. Chúng tôi phải mất 180 năm nữa chúng tôi mới đuổi kịp kinh tế của Singapore. Chúng tôi phải, thậm chí phải mất 19 năm nữa chúng tôi đuổi kịp cái tốc độ tăng trưởng của Malaysia. Thì các ông các bà nhìn xem cái đất nước của chúng tôi có bao giờ mà nó đẹp đẽ, mà nó huy hoàng, mà nó vinh quang như cái thời đại này không ạ? Vinh quang quá, huy hoàng quá. Các ông các bà lại toàn đi những cái luận điệu của cái bác AK-47 đấy. Lực lượng tác chiến không gian mạng, tác chiến cả không gian vũ trụ nữa cơ. Các ông các bà nói là bây giờ chúng ta so với cái thời chiến tranh là chúng ta quá tốt rồi, so với Bắc Hàn là chúng ta quá tự do và chúng ta quá sung sướng rồi. Thế chó đéo mẹ các ông các bà, sao các ông các bà mới so với Singapore, với Thái Lan mà đi so với thằng Bắc Hàn, so với cái thằng cha truyền con nối là Kim Jong Un, con lợn quay đấy, nó có biết cái gì đâu, nó xanh xanh non, nó mọc mũi ra. Nó mới sinh năm 83 thôi, nó cha truyền con nối từ ông Kim Jong Un nhà nó đến ông Kim Jong In, đến cái ông Kim Nhật Thành, Kim Chính Nhật bây giờ đến ông đấy. Dân Bắc Hàn phải đi ăn thịt chuột, phải đi ăn rau rừng, đói liêu siêu ra. Chiều cao trung bình của dân Bắc Hàn thì đứng tới háng người ta thôi.
Tại sao các ông các bà chúng ta không ngẩng đầu lên để chúng ta so sánh với cả Thái Lan, chúng ta so sánh với Singapore thôi, chỉ trong khu vực thôi, đéo cần nói để so sánh với cả Nhật Bản, Hàn Quốc hay là so sánh với cả Thụy Sĩ hay là Hoa Kỳ. Thịt mẹ các ông lại so sánh thì đéo nào mà so sánh với 40 năm trước khi mà chiến tranh nhỉ? Thế các ông phát triển lùi à? Thế các ông giật lùi à? Các ông phải làm thế nào để cho dân đen nó mở mắt ra, nó tiến lên phía trước chứ lì? Lại cứ giật lùi đến cái thời quá khứ à? Ôi, thế nào nhé? Luận điệu của dư luận viên AK47 bảo là đít mẹ con chó phản động kia, so với cả Bắc Hàn, Trung Quốc là mày được tự do dùng Facebook, mày được tự do dùng YouTube rồi đấy, tự do dùng cái gì, cái đéo gì nhỉ? Ôi giời ơi, em ơi đừng đéo đít à. Kệ mẹ em đã bảo là bây giờ là em bất chấp ngạn lớp 3 trường làng chỉ có trình độ thế thôi. Các bác mà muốn xem gọi cái loại giáo sư tiến sĩ mà sờ chim thì mời các bác đi ra xem giáo sư tiến sĩ sờ chim. Em lớp 3 trường làng không có trình độ, không có văn hóa gì thôi. Thế nhưng mà em có cái lương tri của một cái công dân yêu nước. Em thương cảm với những con người đang sống vất vưởng ngoài kia, cho nên là em đéo mẹ đít cha thằng bố chúng nó đi chơi. Bây giờ các bác bảo em phải phải nói năng không có đéo đít à, chịu thôi. Phải người có văn hóa, có trình độ, có tri thức, được học hành đào tạo bài bản người ta mới không đéo không đít. Chứ còn em lớp 3 trường làng trình độ văn hóa đéo có, nhưng mà em có lương tri của một người mà yêu nước, của một người mà sống có trách nhiệm, của một cái người mà biết cảm thông, biết biết rung động, biết biết được cái sự thống khổ của đồng bào em. Cho nên là em đéo đít chết mẹ chúng nó đi nhá. Cho nên là anh bảo đừng đéo đít, mời anh đi sang tiến sĩ, giáo sư, thiến sĩ sờ chim nhá. Em chỉ đến trình độ đến thế thôi. Các bác thông cảm được thì thông cảm. Đừng khuyên em bảo là không đéo đít. Tổ sư cha chúng nó, anh chị cô bác thấy là chúng nó ác như thế nào, chúng nó nhẫn tâm như thế nào, mà bây giờ các bác bảo em là phải phải có văn hóa, bởi vì từ đầu đến cuối em nhận em là đứa vô văn hóa. Nói thật luôn, lớp 3 thôi đấy, chỉ có lớp 3 trường làng. Nhưng mà trái tim ấm nóng của em nó thôi thúc em không thể nào mà. Các bác bảo là bây giờ em phải cư xử có văn hóa, nói năng phải có văn hóa, không chửi tục chửi bậy á, nó dồn nén, nó ức chế ở trong cái phổi của em thì em còn chết hơn. Thà rằng là bà mẹ nó có em đéo đít đéo lắc thoải mái đi để cho em đỡ 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 ức chế trong lòng, bởi vì em không còn một cái ngôn từ nào để mà em diễn tả được được cái sự khốn nạn, cái sự bất lương và vô trách nhiệm của quan chức cả. Đấy. Đi so sánh đi. Đi so sánh mẹ nó Thái Lan thôi, Indo thôi, không cần so sánh các nước khác. Đi ví đâu, đi ví với Bắc Hàn. Đi ví với Trung Quốc. Ôi giời ơi, Trung Quốc nó 1 tỷ tư dân, mà chứng tỏ mà Trung Quốc 1 tỷ tư dân mà nó không độc tài thì nó cũng ứ cai trị được. Thật sự nó để cho dân mà tự do thì nó nổi loạn. Cho nên là nó cứ lý do, thực sự là nó có lý do để nó độc tài, để mà nó khóa mõn người ta, nó không cho người ta dùng Google hay là nó cho người ta dùng Facebook, YouTube. Các bác Việt Nam mà còn tiến bộ là vẫn cho dùng đấy, cho dùng để chúng tôi có những cái tiếng nói phản biện. Sau khi đấy mà các bác thấy rằng là mỗi lần mà tổ chức cái gì ta, phóng viên không biên giới và tổ chức Human Rights Watch xếp hạng cái sự tự do báo chí và tự do ngôn luận ở Việt Nam, thì Việt Nam chúng ta có 180 quốc gia, chúng ta đứng thứ 175. Chúng ta hơn Bắc Hàn, chúng ta hơn Trung Quốc, chúng ta hơn Sudan, chúng ta hơn Eritrea, chúng ta hơn mấy cái nước mà gọi là cùng đinh mạt hạng, đói rất nghèo khổ ở châu Phi ấy. Phải nói là cái độ thần kinh khốn nạn của những cái người mà cầm quyền ở đây nó phải nói đạt vượt ngưỡng của cạn lời. Bởi vì em cạn lời rồi.
ngôn ngữ có văn hóa, ngôn ngữ có học, nói xiên nói sỏ chẳng ăn thua, bởi vì em quá ức chế, em quá đau khổ cho dân của em, cho nên là em cứ địt con mẹ chúng nó. Nói thật với các bác thế. AK-47, đất nước này yên bình lắm, đất nước này rất là yên bình, mày đi chống phá. AK-47 ạ, các bạn có mắt không? Cha mẹ tạo hóa sinh cho các bạn con mắt đằng trước chứ không phải đằng sau gáy, để các bạn biết quan sát, để các bạn biết nhìn nhận, để các bạn biết đánh giá, đúng không ạ? Tạo hóa cho các bạn có hai cái tai liền, để các bạn lắng nghe hơi thở của những người mà sống lang thang vất vưởng nghèo khó. Các bạn có con tim đập để các bạn cảm nhận được sự thống khổ của nhân dân Việt Nam khi mà chúng ta bị một cái dàn lãnh đạo mà vừa ngu dốt vừa thần kinh khốn nạn như thế. Các bạn tưởng là 1.400 tỷ đồng không có tiền của gia đình, của người thân của các bạn đóng thuế vào để cho các ông ấy làm à? Mà các bạn bảo chúng tôi chống phá. Tôi là một người yêu nước, tôi chả bao giờ tôi ngu dại tôi chống phá đất nước của tôi cả, bởi vì chống phá đất nước sẽ quy vào tội phản quốc, là tội rất nặng. Tôi mong cho ông các bà đấy suy nghĩ lại, tỉnh tớm lại, để mà nhìn nhận lại cái tư duy, cái não trạng, cái tư duy điều hành lãnh đạo đất nước, để cho đất nước mình tốt đẹp hơn. Đấy, tốt đẹp hơn được mình được. Rõ ràng là các ông các bà ấy đi ngược lại nguyện vọng với cả ông Bác Hồ. Em nhớ là ngày xưa ông Bác Hồ ông ấy nói rằng là chúng ta phải làm thế nào để cho mà chúng ta sánh vai được với cường quốc năm châu trên thế giới. Chính là tuổi trẻ trong nước chúng ta phải hàng ngày rèn luyện đấy, trao dồi kiến thức, tri thức, để chúng ta đưa đất nước mình tiến lên. Rõ ràng ông Bác Hồ ông ấy nói vậy. Ông đã mong cái thế hệ trẻ của chúng ta như vậy, đúng không ạ? Bây giờ các bác thử so sánh xem nào. Các bác đừng có mang mấy cái nước châu Phi nó suốt ngày nó nội chiến, nó đánh nhau vì cái xung đột sắc tộc. Mà chúng ta rất may mắn là chúng ta có sự đoàn kết của 54 dân tộc anh em, rất đoàn kết với nhau, rất tương thân, tương ái, tương trợ với nhau. Chúng ta không có xung đột về sắc tộc, rõ ràng nhá. Các bác thấy không? Không có xung đột về sắc tộc. Chúng ta có một sức trẻ của 56% dân số đang ở độ tuổi lao động. Chưa có một cái thế hệ nào mà lại cái dân số vàng như dân số của Việt Nam. Các bạn trẻ đang ở đâu? Các bạn trẻ đang trau dồi kiến thức, khoa học, kỹ thuật để chúng ta đưa đất nước của chúng ta tiến lên, hay các bạn đang u mê ám chướng bởi những cái lợi ích cá nhân của các bạn? AK-47 ạ. Tôi phải nói là hết sức đau lòng khi mà các bạn lên đây các bạn cứ nói là tôi chống phá. Thế một người con yêu nước lại đi chống phá à? Ôi giời ơi, có bị dở hơi không đấy? Các bạn chụp mũ có căn cứ không đấy? Dẫn chứng đâu? Dẫn chứng đâu? Hàng ngày hàng giờ các bạn lên mạng, các bạn đọc cái gì trên mạng ấy nhỉ? Các bạn đọc cái gì ở trên mạng? Các bạn đọc cái gì ở trên mạng mà các bạn không thấy rằng chúng ta đang bị ăn vào thực phẩm độc hại ô nhiễm hàng ngày? Chúng ta phải hít bầu không khí ô nhiễm hàng ngày. Chúng ta phải thấy người dân đen, các bạn lương cao, các bạn được 5-7 triệu một tháng lương cao. Các bạn thử đến những cái khu công nghiệp xem. Các bạn thấy rằng là những người công nhân của chúng ta lao động cực khổ như thế nào, mà đồng lương được trả một cách rẻ mạt như thế nào, bèo bọt như thế nào. Thế nào lại em lại cứ tưởng là tình hình là cá mập cắn cáp. Bởi vì em cứ nghĩ rằng là em cứ nghĩ là cán bộ
mấy cái ông bà ở bên lãnh sự quán Chile ấy mà. Em cứ tưởng là giết mất hết mẹ nó cá mập rồi, ai dè vẫn còn sót mấy con. Nó vào nó táp cáp của em. Chứ là đề nghị các bà ở bên lãnh sự quán Chile đấy, làm thế nào để giết mẹ hết cá mập, phơi mẹ mái nhà hộ em cái. Bởi vì nó vào nó táp cáp của em này, nó chuẩn bị cắn cáp của em này. Ái già ôi, em cứ tưởng là em hết bệnh tê chân rồi, lại tê chân rồi các bà, các ông, các bà, cô bác ạ. Úi giời ơi, ôi giời ơi, tê chân quá cơ. Tuổi trẻ của các bạn, tôi không phải là tôi lên án về cái việc tại sao các bạn cuồng nhiệt hay là các bạn đam mê nhạc K-pop, các bạn đam mê bóng đá. Bản thân tôi nó rất cuồng bóng đá luôn, rất cuồng bóng đá. Nhưng chúng ta sẽ phải dành một chút xíu gì đó cho bóng đá, và chúng ta sẽ dành cái bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ để xây dựng đất nước chúng ta. Chứ các bạn không thể nào lúc nào cũng vinh quang, hào quang bóng đá. Đây là chuẩn bị đội tuyển U23 sẽ vào sân vận động Thống Nhất để giao lưu với khán giả trong trong Sài Gòn đây này. Đấy. Ái dào ôi. Ôi giời ơi. Em đau chân thế chứ lại. Cá mập tưởng chết toi mẹ nó rồi, ở trên nóc nhà lãnh sự quán Việt Nam ở bên Chile rồi, hóa ra đến cắn cáp em, xong nó cử vài đứa đến cắn chân em hay sao, em tê chân bỏ mẹ luôn rồi các bác ạ. Ôi giời ơi. Ôi làng nước ơi. Tê chân quá. Tê chân quá. Đất nước yên bình. Ôi giời ơi, yên quá. Mỗi một năm hàng chục nghìn người chết vì tai nạn giao thông, hàng trăm gia đình, hàng nghìn gia đình tan nát vì có con bị tai nạn giao thông tật nguyền, làm gánh nặng cho gia đình và xã hội. Đấy, đất nước của tôi yên bình quá. Yên bình vái cứt ra luôn. Sao hôm nay chả có AK-47 vào đây nhỉ? Đấy. Mỗi lần sờ chim phát là bắt đầu lại già thêm tuổi. Các bác có kem chống nhăn không cho em xin hũ. Chứ bây giờ mặt mũi nhăn nhó như quả táo tàu thế này, răng lại vẩu, xong rồi cả răng lại còn cài mả cái da cái vào thế này, xấu xí như con ma thế này, chó nó lấy em. Ôi giời ơi, tăng sông, chả có bạn AK-47 nào vào đây để mà giao lưu trực tiếp với các bạn đấy nhỉ. Các bạn đi xem bóng đá rồi hay sao ấy? AK-47 không vào đây để xem bóng đá. À quên, vào đây để mà đối chất trực tiếp với tớ nhỉ. AK-47 ơi, ơi AK-47 ơi. Rồi em nghe nói đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, bác ấy nói rằng là lực lượng công an nhân dân nhất định phải hy sinh để bảo vệ đảng. Ôi giời ơi, mỹ miều thay, tự hào thay lực lượng công an nhân dân mà lại kêu là thà hy sinh để bảo vệ đảng. Ông Tô Lâm ơi, ông bị ngáo đá rồi. Ông ăn đập đá hay là thế nào mà ông lại bảo lực lượng công an nhân dân lại phải hy sinh để bảo vệ đảng. Ôi giời đất ơi. Các ông nên thay đổi. Các ông nên thay thế này này. Các ông bảo là lực lượng công an đảng cộng sản hợp lý hơn là công an nhân dân. Bởi vì công an nhân dân là phải bảo vệ dân. Ôi giời đất ơi, các anh chiến sĩ công an ơi, các anh có biết rằng là có cái ông đảng viên nào mà đóng thuế, đóng tiền đủ để mà nuôi cái lực lượng của các anh hay không?
hay là do dân đen của chúng tôi, 70-80 triệu dân đen của chúng tôi đóng thuế để các anh mặc cái bộ quân phục công an nhân dân, để các anh bảo vệ nhân dân, các anh bảo vệ an ninh trật tự cho xã hội. Thế nào mà sếp của các anh lại bảo là bây giờ các anh thà chết để các anh bảo vệ đảng. Ôi giời ơi, cái điều đấy là một cái điều mà là không thể chấp nhận được, mà nó phi lý, nó phi thực tế, mà nó phi lý vô cùng. Đâu rồi AK-47, đâu rồi? Đâu rồi AK-47, đâu rồi? Thế nào một lực lượng công an nhân dân lại đi quyết tâm để bảo vệ đảng là thế nào? Bảo vệ nhân dân chứ. Ngày cái thành lập mà... Đúng rồi, quân đội cộng với công an là lực lượng quân đội nhân dân, và công an nhân dân là để bảo vệ dân. Chứ ai lại bảo vệ đảng bao giờ? Ôi giời ơi, thế là thế nào? Bà con cô bác ơi, hay là em bị ngáo đá rồi, em mắt nhìn gà hóa cuốc rồi, chữ tác đánh chữ tộ rồi. Giời ơi, đâu rồi? AK-47 comment xem nào. AK-47 ơi. Có ai dành về luật pháp? Có ai dành về luật pháp? Có ai dành về luật pháp nói cho em xem là công an nhân dân do dân nuôi mà sao lại đi bảo vệ đảng nhỉ? Em ứ hiệu hộ thân em, trạ hiệu gì cả. Em cảnh báo bà con cô bác làm ơn là đừng cho trẻ con xem cái sờ chim này. Trong này là ngôn từ bạo lực và ngôn từ bậy bạ hết sức. Các em mà xem được các em học hỏi chết. Cho nên là các anh các chị có xem thì né né con nít ra nhá. Đừng cho con nít xem, con em xấu hổ lắm. Ô thì em sờ chim lâu chưa? Bà con cô bác em sờ chim lâu chưa? Hôm nay em đuối lắm rồi. Mỗi lần sờ chim xong phải hát bài, thế nhưng mà bây giờ em đuối như con cá chuối thế này thì sao hát hò gì được. Hôm qua đấy, tình hình là rất si tình hình các bác ạ. Em ấy đi ngủ sớm, 9 rưỡi em đi ngủ rồi. Thế là sáng nay thì em lại cũng dậy sớm, khoảng 4 giờ em dậy rồi. Em vớ được cái tin là Bộ Xây dựng kết hợp với cả Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chuẩn bị xây cái gọi là cái khu nghĩa trang để cho cán bộ cấp cao khi mà chết đấy thì về đấy chôn. Nói thật chứ cái câu nói của giáo sư Ngô Bảo Châu thì nó không bao giờ là sai được, không bao giờ là hết tính thời sự được. Bởi vì khi mà giáo sư biết được là cái tỉnh Sơn La ấy là cái tỉnh suốt ngày mà xin viện trợ để cứu đói vào những dịp cuối năm hàng bao nhiêu chục nghìn tấn gạo ấy. Và trong khi đó là quan phụ mẫu của cái tỉnh Sơn La đấy phải bảo là bây giờ chúng tôi cần 1.400 tỷ đồng để xây tượng đài. Vì các đơn vị khác, các địa phận hành địa giới hành chính khác như là những cái tỉnh khác có tượng đài mà chúng tôi không có tượng đài thì chúng tôi quan ngại. Giáo sư Ngô Bảo Châu mới biết được như vậy, và giáo sư đã nói một câu rằng là một cái tỉnh mà nghèo đói như vậy mà xây tượng đài thì không thần kinh thì cũng khốn nạn. Đấy, cho nên là chính phủ nào, quốc hội nào, ban ngành nào mà phê duyệt cái dự án mà xây 120 hectare nghĩa trang, cái chỗ chôn thây của những cái ông cán bộ cấp cao, thì các ông đéo thần kinh thì các ông cũng khốn nạn cái con mẹ nó rồi nhá. Tôi nha, má nó cạn lời, con buôn như tôi ấy mà, con buôn như tôi là cái thể loại mà bán mắm thôi mà, nhưng mà tôi nghe thấy được cái tin đấy thì trong lòng tôi nó máu me nó dồn hết lên não rồi. Nó chả còn ở chỗ khác nữa, bởi vì nó quá ức chế rồi.
xin phép công, các bà, các cô, các bác, anh chị ở đây cho em địt mẹ chúng nó một phát, tổ sư bố chúng nó chứ. Ôi giời ơi, dân đói há mồm ra kia cờ. Bây giờ nhá, công các bà thử xuống mấy cái tỉnh miền Tây xem, có một cái trường hợp mà cái cô này cô bị bệnh, cô gầy gò, cô ốm yếu mà cô đi bán vé số để nuôi một mẹ già chín mươi mấy tuổi. Đấy, quan phụ mẫu nào, quan chức cán bộ nào, bây giờ các ông các bà làm nào lo cho dân đi. Cái người sống các ông đéo lo, thì các ông lo người chết cái con mẹ gì. Ôi giời ơi, ôi giời đất ơi, địt con mẹ nhà các ông chứ, tổ sư cha nhà các ông chứ. Giời ơi, tôi ức chế quá rồi, tôi mệt mỏi quá rồi. Cho khi phải cho một ít thuốc hạ huyết áp thế này thì tăng xong, tăng huyết áp thế này thì chết mẹ nó luôn ở đây rồi. Bây giờ nha, tôi phân tích luôn mà cái khu đất mà gọi là 120 hecta mà khu cái quy hoạch cái khu nghĩa trang để cho các cán bộ cao cấp này. Bây giờ tính luôn nha, bây giờ người sống công đéo lo, công đi lo người chết là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nó vi phạm pháp luật và nó vi phạm gọi là cái đạo đức. Nó nói cho ông nghe nhá. Theo điều 4 của nghị định 35/2008/CB-ND của chính phủ quy định về cái việc hung táng người chết. Đấy, về việc hung táng là mỗi người là được 5 mét vuông. Đấy. Còn khi mà cát táng ấy thì mỗi người được 3 mét vuông. Hà cớ gì các ông mang một, trong khi đấy thủ đô đã là quỹ đất đã là quá hạn hẹp rồi. Không có quỹ đất để mà xây dựng các cái hầm gửi xe để mà tình trạng kẹt xe rồi đủ các kiểu rồi. Quỹ đất không có để phát triển. Mà bây giờ các ông dành ra tận 120 hecta để quy hoạch, để cái xây dựng lăng mộ, lăng tẩm cho các quan chức. Ôi giời ơi, tổ sư cha, người sống còn đói, đói há mồm ra đây này mà lo gì người chết. Ok, bây giờ nói như thế này là các ông thế này này. Tôi nói thật với các ông ấy, các ông đang bị một cái hủ tục. Các ông bị một cái hủ tục mà nó làm cho các ông, nó làm cho các ông bà mụ mị hết đầu óc. Bởi vì ngày xưa ấy, tôi nhớ là người ta theo cái quan niệm của người Trung Hoa ấy, thì người ta nói rằng là cuộc sống ở trên trần thế này nó không là gì cả, mà chỉ có cuộc sống sau khi chết mới là cuộc sống. Chính vì cái hủ tục đó mà cái ông Tần Thủy Hoàng ấy, ông ấy chôn theo, khi mà cái lăng mộ của ông ấy chôn theo bao nhiêu là người mà cận vệ rồi vàng bạc châu báu. Cũng giống như cái việc Napoleon, mấy cái ông pharaoh của Ai Cập ấy cũng bảo là thế giới khi chết nó mới là đấy mới là cuộc sống, cho nên là xây lăng, xây tẩm, xây mộ bia phải nói hoành tráng vô cùng luôn. Trong cái quá trình mà em đi làm thiện nguyện ở cái khu vực miền Trung ấy, em thấy là nhà người dân thì nghèo đói sơ sát, trường học bệnh viện thì trông chấp vá cũ kỹ xuống cấp sập sệ, mà lại đi ra nghĩa trang thì nó đùa em chóng mặt luôn. Em chả hiểu vì sao mà nghĩa trang lại to như thế, mả họ với cả mả ông bà ông vải mà to cành cả, xây hàng tỷ bạc một cái ấy. Cho nên là con cháu nghèo đói dã hạng ra thì kệ bố con cháu, nhưng mà tao chết là chúng mày phải hương hỏa cho tao, mồ mả cho tao nó phải đẹp đẽ, tao về tao phù hộ độ trì cho. Thì ông bà ông phải phù hộ độ trì kiểu đéo gì mà con cháu vẫn đói dã hạng ra, đi tha phương cầu thực, đi cu ly làm cu ly cho năm châu bốn bể. Ôi giời ơi, thế các cụ muốn xây to, xây mồ to mà đẹp mà chả phù hộ con cháu gì cả, để con cháu đói khổ rách dưới đi lang thang cơ nhỡ đi vào trong Sài Gòn bán vé số. Ôi giời ơi, các cụ thế các cụ có xứng đáng không? Nói thật cho em, nhiều khi em nói thế này khẩu nghiệp nó vật em đấy, thế nhưng mà thôi kệ mẹ nó đi. Không thì em người sống không lo, lo người chết. Bây giờ nha, cái trách nhiệm của con theo cái quan điểm của người Á Đông, người cái mình mắc cái bệnh gọi là mình theo cái thói quen, là không phải mình nhiễm cái văn hóa của Trung Hoa, trong Trung Cộng ấy.
là nghĩa tử, là nghĩa tận đấy mà. Sống thế nào được nhưng mà chết thì phải ngon lành. Thì ngon lành nhưng mà nó lại còn phải phụ thuộc vào điều kiện kinh tế tài chính của cái người con cháu người đấy chứ lại. Ôi giời, các ông có thần kinh khốn nạn nó vừa thôi. Dân đói há mồm ra 1.400 tỷ đồng để xây nghĩa trang cho các ông các bà. Ôi giời ơi, cho dù là dân chúng tôi có yêu mến các ông các bà bảo xây nghĩa trang như thế, và những cái người mà quan chức có tâm thì các ông các bà phải từ chối ngay, bỏ ngay cái dự án này đi chứ lại. Bởi vì nó vi phạm pháp luật này. Tôi nói rõ ràng nha. Theo cái điều 4 của nghị định 35/2008 CDNP của chính phủ quy định rõ ràng là hung táng được 5m2 và an táng thì được, cát táng lại sau khi mà hết 3 năm mà mãn tang bắt đầu bốc mả đấy, người ta gọi là bốc mả đây, được 3m2. Bây giờ các ông quy hoạch bắt được cát táng thì các ông là những người làm luật, các ông ban hành luật ra xong các ông coi như mớ rẻ chủ đít, các ông lại chủ đít à, hay là các ông lại ngồi lên pháp luật thế hả các ông? Ôi giời ơi, chùi đít người ta lấy giấy mềm mà chùi, chùi đít bằng cái nghị định thông tư thì đau đít lắm, rát đít lắm, chảy máu đít đấy. Các ông các bà ạ. Thế hóa ra cái đấy là chỉ áp dụng dân đen thôi à? Thế cán bộ là miễn nhiễm à? Thế là thi đéo nào nhỉ? Các ông lo sau khi các ông chết mồ yên mả đẹp để chết trên những sự đau khổ, các ông được yên nghỉ trên sự đau khổ, trên sự đói cùng cực của người dân là các ông. Các ông có phải người không? Các ông có phải là trong dòng máu của các ông có tí máu đỏ nào không? Để tôi cắt thử xem có không nha. Hay là toàn là máu nó lạnh tanh như là cái máu của mấy con rắn độc ấy. Các ông ơi, chúng tôi gọi là bây giờ chúng tôi đi van xin cái sự có lương tâm với cả lương tri của các ông á, không có, không van xin được. Bởi vì tôi biết rằng là cái chế độ độc tài này ấy, các ông thích làm béo gì các ông làm đấy. Loại bán mắm như tôi mà có kêu gào có thế nữa, có tăng sông hay là mẹ có đột quỵ ở đây thì cũng đéo ảnh hưởng đến bố con thằng nào. Nhưng mà cái lương tri của cái con người mà sống trong cái xã hội này, tôi phải lên tiếng để cho nhiều người khác biết được cái bộ mặt đểu giả, ác nhân, ác đức, vô lương tâm, vô trách nhiệm của những người làm quan chức của các ông các bà. Các ba ông bà xứng đáng không? Thì có dân đen thì mới có quan chức chứ lầy. Thì không có chúng tôi ai lấy, ai đóng thuế để các ông các bà được hưởng đấy à? Bây giờ nói to, nói lớn đéo nói được nữa rồi. Bây giờ nói nhẹ thôi. Đấy. Phải nói là tại sao những người trong nước của chúng ta lại không thể nào mà lên tiếng để mà phản đối cái việc này, mà cứ để cho các anh các chị đồng bào hải ngoại cứ phải kêu gào lên. Bởi vì các anh các chị đấy, họ được ngày hôm nay ấy, họ đã là phải hy sinh cả tính mạng để họ vượt biên vượt biển, để họ tìm mọi cách để họ sang xứ tự do. Bây giờ họ được sống sung sướng rồi, nhưng họ nhìn về đất mẹ của họ, họ không khỏi áy náy, họ không khỏi bàng hoàng khi mà họ thương cảm cho người dân trong nước của chúng ta đang phải sống như thế nào, đang phải đối diện với cả một cái dàn lãnh đạo như thế nào. Có đau xót không? Khi mà người dân trong nước chúng ta lại im lặng, chúng ta lại thờ ơ, chúng ta lại bảo là cái việc đấy là việc chính trị, cái việc đấy là việc đao to búa lớn, dân đen chúng mày bổn phận là chỉ có đi làm đóng thuế, toát mồ hôi đít ra đóng thuế thôi. Ý kiến ý cò cái đéo gì, ta bắt đầu mày bây giờ và ta sẽ quy mày vào tội mà theo điều 88, toàn là những cái điều luật mơ hồ. Cái điều luật mơ hồ mà lại đéo thể chấp nhận được. Quan chức đéo gì mà lại, sao mà chúng nó ác thế chứ lại. Dân đen đói khổ đéo lo, đi lo cho người chết. Cán bộ cấp cao, thử hỏi các ông cán bộ cấp cao, các ông làm được gì cho đất nước tôi? Các ông được làm được gì cho đất nước tôi khi mà GDP của nước tôi chỉ bằng
93 triệu dân của chúng tôi chỉ bằng GDP của 400.000 công nhân của công ty Samsung ạ, các ông các bà. Chúng tôi phải mất 59 năm nữa thì chúng tôi mới đuổi kịp được sự phát triển kinh tế của Thái Lan. Chúng tôi phải mất 180 năm nữa chúng tôi mới đuổi kịp kinh tế của Singapore. Chúng tôi phải thậm chí phải mất 19 năm nữa chúng tôi đuổi kịp cái tốc độ tăng trưởng của Malaysia. Thì các ông các bà nhìn xem cái đất nước của chúng tôi có bao giờ mà nó đẹp đẽ, mà nó huy hoàng, mà nó vinh quang như cái thời đại này không ạ? Vinh quang quá, huy hoàng quá. Các ông các bà lại toàn đi những cái luận điệu của cái bác AK-47 đấy, lực lượng tác chiến không gian mạng, tác chiến cả không gian vũ trụ nữa cơ. Các ông các bà nói là bây giờ chúng ta so với cái thời chiến tranh là chúng ta quá tốt rồi, so với Bắc Hàn là chúng ta quá tự do và chúng ta quá sung sướng rồi. Thế chó đéo mẹ các ông các bà, sao các ông các bà mới so với Singapore, với Thái Lan mà đi so với thằng Bắc Hàn, so với cái thằng cha truyền con nối là Kim Jong Un, con lợn quay đấy, nó có biết cái gì đâu, nó xanh xanh non, nó mọc mũi ra. Nó mới sinh năm 83 thôi, nó cha truyền con nối từ ông Kim Jong Un nhà nó đến ông Kim Jong In, đến cái ông Kim Nhật Thành, Kim Chính Nhật bây giờ đến ông đấy. Dân Bắc Hàn phải đi ăn thịt chuột, phải đi ăn rau rừng, đói liêu siêu ra. Chiều cao trung bình của dân Bắc Hàn thì đứng tới háng người ta thôi. Tại sao các ông các bà chúng ta không ngẩng đầu lên để chúng ta so sánh với cả Thái Lan, chúng ta so sánh với Singapore thôi. Chỉ trong khu vực thôi, đéo cần nói để so sánh với cả Nhật Bản, Hàn Quốc, hay là so sánh với cả Thụy Sĩ hay là Hoa Kỳ. Thịt mẹ các ông lại so sánh thì đéo nào mà so sánh với 40 năm trước khi mà chiến tranh nhỉ. Thế các ông phát triển lùi à? Thế các ông giật lùi à? Các ông phải làm thế nào để cho dân đen nó mở mắt ra, nó tiến lên phía trước chứ lì? Lại cứ giật lùi đến cái thời quá khứ à? Ôi, thế nào nhỉ? Luận điệu của dư luận viên AK-47 bảo là thịt mẹ con chó phản động kia, so với cả Bắc Hàn, Trung Quốc là mày được tự do dùng Facebook, mày được tự do dùng YouTube rồi đấy, tự do dùng cái gì, cái đéo gì nhỉ? Ôi giời ơi, em ơi đừng đéo địt à, kệ mẹ em đã bảo là bây giờ là em bất chấp ngạn lớp 3 trường làng chỉ có trình độ thế thôi. Các bác mà muốn xem gọi cái loại giáo sư tiến sĩ mà sờ chim thì mời các bác đi ra xem giáo sư tiến sĩ sờ chim. Em lớp 3 trường làng, không có trình độ, không có văn hóa gì thôi. Thế nhưng mà em có cái lương tri của một cái công dân yêu nước. Em thương cảm với những con người đang sống vất vưởng ngoài kia. Cho nên là em đéo mẹ địt cha thằng bố chúng nó đi chơi. Bây giờ các bác bảo em phải nói năng không có đéo địt à? Chịu thôi. Phải người có văn hóa, có trình độ, có tri thức, được học hành đào tạo bài bản, người ta mới không đéo không địt. Chứ còn em lớp 3 trường làng, trình độ văn hóa đéo có, nhưng mà em có lương tri của một người mà yêu nước, của một người mà sống có trách nhiệm, của một cái người mà biết cảm thông, biết rung động, biết được cái sự thống khổ của đồng bào em. Cho nên là em đéo địt chết mẹ chúng nó đi nhá. Cho nên là anh bảo đừng đéo địt, mời anh đi sang tiến sĩ, giáo sư, tiến sĩ sờ chim nhá. Em chỉ đến trình thành phố Hà Nội lạy ông. Ông sống không phải thương dân một tí chứ, này dân đang đói khổ, nợ công ngập đầu ngập cổ kia cả. Ông Nguyễn Đức Trung ơi, chủ tịch ủy ban dân ơi, khổ thân chúng tôi, dân đen đói khổ lắm ông à. Ôi ông ơi, ông Nguyễn Đức Trung ơi, ai là người phê duyệt cái dự án này? Ai là người phê duyệt cái dự án này? Không thể chấp nhận được, nó vi phạm cả đạo đức, nó vi phạm cả pháp luật luôn. Lại còn mai táng hủ tục, xây mồ mả ông cha cho nó đẹp vào, dân đen thì đói khổ, chăm lo cho người chết hơn là người sống, đéo hiểu nổi cái tư duy, cái não trạng của cái mấy ông quan chức đấy. Ôi giời ơi, ôi làng nước ơi. Ôi giời ơi,
Ôi chị Kim Phụng ơi, mệt mỏi vô cùng, tăng xong tụt huyết áp vì chúng nó thôi. Ôi giời ơi, lệ các bác, tình hình là bây giờ là em tự nhiên em đuối như cá chuối ấy, tim đập nhanh, xong rồi là hết hơi, xong rồi tim đập nhanh hết hơi, xong bắt đầu đau đầu. Quả này tăng xong chính cống luôn. 1.400 tỷ đồng để xây nghĩa trang cho quan chức, mỗi mộ phần của quan chức nó chiếm tới tận 35 mét vuông, trong khi đấy quy định về an táng, mai táng hay cát táng chỉ có từ 3 đến 5 mét vuông thôi. Ôi mẹ ơi, chắc em chết mất thôi. Ôi giời ơi, thiên linh linh ơi, địa linh linh ơi, giời ơi, ông bà ông vải tổ tiên của người Việt đâu rồi, lên vật chết mẹ đứa nào nó mang cái dự án này ra đi, giời ơi. Các ông đối, các ông vì lòng tham, các ông vì danh lợi, các ông vì tiền tài chức vụ quyền hạn mà các ông xem dân đen như cỏ rác, các ông đạt được mọi mục đích vì lòng tham của các ông, thì các ông có mồ yên mả đẹp đến mấy thì các ông sống cũng không yên, khi mà xuống đấy Diêm Vương nó vật chết các ông thêm vài lần nữa. Tôi nói thật luôn đấy, các ông sống các ông phải nghĩa tình, lo cho dân, các ông phải không vì tiền tài, các ông phải vì chính nghĩa, các ông phải vì lương tâm trách nhiệm của gọi là những người lãnh đạo để lo cho dân. Chứ bây giờ kể cả ông mồ yên mả đẹp đến mấy thì đi xuống 7-8 cửa ải địa ngục ở dưới đấy chắc là Diêm Vương với cả Hà Bá nó tha cho ông chắc. Ôi giời ơi, sao mà lại có cái sự thần kinh khốn nạn nó đến cùng cực như thế này hả các ông các bà. Ôi giời ơi, đang sờ chim đừng nhắn tin nữa, khổ quá cơ. Dân đen lê la bán vé số đi xin ăn khổ cực lắm. Nếu như luận điệu các ông nói rằng ở nước nào cũng có vô gia cư, nước nào cũng có xin ăn đói khổ, đúng rồi, thế nhưng mà nhìn quan chức của người ta xem, người ta có phải vì dân vì nước hay không? Các ông sống các ông ác nó vừa thôi chứ lại. Trẻ em hàng ngày đu dây đi học, bơi qua sông để đi học kiếm con chữ. Các ông hết xây cổng chào 200 tỷ, đến tượng đài vài trăm tỷ. Bây giờ các ông lại quay ra lại xây nghĩa trang nữa chứ lị. Bộ xây dựng hay là ông quốc hội nào mà phê duyệt cái dự án này thì sẽ bị gọi là dân đen chúng tôi đời đời nguyền rủa các ông. Chúng tôi ăn mắm ăn muối chúng tôi nguyền rủa các ông thì thề nào giời cũng đánh thánh cũng vật chết các ông. Các ông sống ác như thế thì các ông phải trả giá nha. Các ông đừng có ác quá như vậy nha. Nợ nợ công cái cờ ngập đầu cái cờ các ông thanh toán được chưa? Mà các ông toàn làm những cái điều mà không thể ai chấp nhận được, trời không dung đất không tha cho các ông. Nói thật luôn. Đấy, cho nên là vì sao mà đi đi về miền Trung đấy. Dân đói ơi là đói luôn, mà nghĩa trang phải to trà bá lửa. Giời ơi, uống cái gì cho hết tăng xông bây giờ như này. Uống cái gì cho hết tăng xông, giờ em tăng xông mẹ rồi, em không có nói được nữa đâu, em tụt mẹ huyết áp rồi. Em nghe em đuối lắm rồi. Nghe em đuối như cá chuối rồi.
hay là các bố giả vờ bày vẽ ra để các bố lấy cái, không còn cái gì bày vẽ để các bố hút ngân sách, các bố tranh thủ tham nhũng, hay các bố mà các bố vẽ ra để các bố tranh thủ tham nhũng nhỉ, chứ em chả hiểu đâu. Cái nước Mỹ nó rộng thênh thang hơn 9 triệu km² kìa cơ, thế mà người ta chết thì người ta vẫn cứ thiêu kìa cơ, xong rồi giải giải cho cốt để đi ra ngoài sông ngoài biển cho nó mát mẻ kìa cơ. Thế dân mình là đất chật người đông rồi, có 300.000 km² thôi, giờ lại còn bây giờ tạo dân số là phải đạt, phải đến đến năm 2020 đạt 100 triệu dân đấy. Mà bây giờ đất đai quỹ đất đã không có để mà xây dựng trường học, bệnh viện, rồi là xây dựng những cái khu trung tâm chăm sóc sức khỏe cho người dân thì không thấy đâu. Thế mà bây giờ đi xây nghĩa trang 120 hecta thì nói đùa xưa không thần kinh thì cũng khốn nạn quá. Nghị định của nhà nước ban hành mà các ông cứ coi như mớ giấy chủ đít đấy nhỉ. Thiệt luôn này. Nghị định 35 đấy. CDNB của chính phủ đấy, nghị định 35 của chính phủ về cái vấn đề mà an táng, hung táng và cát táng cho người chết quy định tại điều 4. Cụ thể như sau. Đấy. Mộ phần an táng, hung táng, cát táng của mỗi cá nhân tiêu chuẩn là 5 mét vuông đối với việc hung táng, 3 mét vuông đối với 30 đến 35 mét vuông một phộ mộ phần cho cán bộ cấp cao. Thì các ông là cái thể loại gì hả các ông, các bà? Bộ xây dựng, Ủy ban dân thành phố Hà Nội với cả cái bộ xây dựng. Khi các ông sống các ông đã hành hạ dân đen chúng tôi khổ sở, bây giờ thì các ông chết các ông cũng phải cố gắng để hành hạ dân đen chúng tôi là thế nào nhỉ? Người ăn xin đầy đường kia cả, trẻ em người già bán vé số lê lết mọi góc đường kia cả, người tàn tật người già neo đơn không có nơi nương tựa chăm sóc kia cả, các ông đi chăm sóc hộ những người đấy hộ tôi cái, bệnh viện thì 2-3 người nằm một giường chui giúp cả ở dưới gầm ấy, cả cầu thang hành lang bệnh viện la liệt cả người người bệnh, các ông không lo. Ôi mẹ ơi, cái bộ xây dựng ơi, ông nào là ông bộ trưởng bộ xây dựng nhỉ? Ôi trời ơi, với cả cái ông Nguyễn Đức Chung ông Nguyễn Đức Chung là ông chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội. Ôi trời ơi, ôi trời ơi, tăng sông mẹ nó rồi. Lát nữa em nói xong mà em có vào cấp cứu bệnh viện, các bác đến thăm em mang cái đần đường sữa đến nha, hôm nay em tăng xong thật sự luôn. Em chưa có cái sờ chim nào mà em tăng xong như cái sờ chim này. Em hết mẹ hơi để nói rồi bà con cô bác ạ. Bây giờ cơ sở pháp lý nào, cơ sở pháp luật nào để mà cho phép ông quy hoạch một cái nghĩa trang, một cái mộ phần mà 30 đến 35 mét vuông? Tôi thử hỏi các ông thế thôi. Các ông vi phạm pháp luật một cách trắng trợn. Nghị định 35 chính phủ đưa ra năm 2008 đấy. Các ông không biết, ông sợt ngay nghị định của chính phủ cho tôi. Ôi giời đất ơi, chó đéo mẹ các ông các bà chứ mà này. Các ông bà hành dân, các bà thần kinh khốn nạn nó vừa thôi. Dân chúng tôi khổ lắm rồi. Ôi giời ơi, các ông các bà có thấy không, dân tha phương cầu thực đầy đường bán vé số bị bọn côn đồ cô hồn các đảng nó giật vé số khóc khóc mếu mếu đây này. Nếu như hôm nay mà không phải là gần Tết, không phải bận công việc thì em cũng phải phi ngay xuống Trà Vinh để mà em thăm hai mẹ con nhà cô này. Con thì tầm khoảng 60 tuổi, gầy gò ốm yếu, mồm vẩu si ca vâu lên, xong rồi chân tay cứ liệt bả thế này này. Mẹ thì 90 tuổi ngồi một chỗ không còn một cái nguồn thu nhập nào. Cái cô đấy phải đi bán vé số để nuôi mẹ, nhưng mà không hiểu nợ nần kiểu gì mà bị bọn nó chặn đường, nó cướp mất 91 tờ vé số. Khóc khóc mếu mếu khổ sở, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, lang thang khổ thở như thế. Phải nhờ người xuống đấy để mà chia sẻ giúp đỡ hai mẹ con nhà đấy, để sau mà cái
sau cái Tết này có được một nồi thịt kho, có được mấy cái bánh tét ăn cho nó ấm lòng. Địt mẹ các ông, chứ lại người sống chúng tôi còn chết dở, sống dở và các ông lo cho người chết. Địt mẹ các ông. Ôi giời, cao đất dày ôi, thiên địa ôi, có cái đất nước nào mà nó lại tệ bạc, mà nó lại đối xử với cả người sống mà còn khổ hơn người chết thế này không? Bây giờ tôi nói luôn một câu nhá, giá như mà các ông hay công, các bà quan chức lãnh đạo, những người là mẫu nghi thiên hạ đấy, mà các ông các bà lo cho dân đấy, ôi dồi ôi, lo cho dân từng ly từng tí một đấy, thì bắt đầu khi các ông bà quy tiên đấy, dân chúng tôi cảm thấy là vì cái khi mà các ông còn sống, các bà còn sống, các ông cống hiến phục vụ dân, chúng tôi thương cảm và chúng tôi muốn tri ân các ông các bà, chúng tôi làm như vậy thì đã đành. Ôi giời ơi, thế bộ xây dựng, tiền của bộ xây dựng à? Nói luôn ông nào, ông bộ trưởng bộ xây dựng, tôi dân đen bán nước mắm nha, lớp 3 trường đảng dân đen bán nước mắm, phản đối kịch liệt xây mộ nghĩa trang 1.400 tỷ đồng cho quan chức, tôi đéo thích đâu, không chấp nhận nha. Ôi mẹ ơi, hôm nay tăng sông chắc cú luôn, và bệnh viện khẩn trương luôn. Hình như là giờ này nó quá ức chế, nó quá tức, cho nên là em không nói nổi nữa luôn rồi các bác ạ. Ôi giời ơi, AK-47 đâu rồi, lực lượng AK-47 đâu rồi, các ông, các bà, các cô, các bác, ông, các bà, AK-47 đâu rồi, vào đây mà xem này. Vào đây mà xem tôi nói đúng hay không. Tôi nói đúng hay không khi mà quan chức lấy tiền thuế của dân, dân đã khổ nợ công ngập đầu rồi để đi xây nghĩa trang cho các quan chức bây giờ. Các AK-47, các ông, các bà, các vị có thấy như thế xứng đáng hay không? Ôi giời ơi, tăng sông mẹ rồi, sao thở không ra hơi bà con cô bác ạ? Hôm nay em thở không ra hơi nữa rồi. Ôi giời ơi, có cái gì ngọt ngọt cho em ăn đỡ đi, không thế này em chết. Ha? Cà phê á? Tăng sông mẹ rồi, hình như tụt huyết áp bà con ạ. Có cái gì ngọt ngọt không cho tí nhỉ? Ngọt lắm. Ôi cái này mà ngọt ạ? Ngọt lắm. Tăng sông uống cà phê nó có đỡ không các bác? Chó đéo mẹ phản đối xây xây nghĩa trang cho quan chức, địt mẹ quan chức đéo muốn. Tăng xong mẹ rồi. Ôi giời ơi, ôi giời ơi, con Nam Mô Bồ Tát Bát Bộ Kim Cương gãy bốn chân giường chết ổ chó con, còn con chó mẹ tao không cho đẻ, mang mẻ giềng tao đi thịt chó. Ôi giời ơi, ôi bà con cô bác ơi, thế nghĩa trang Mai Dịch hết chỗ rồi à? Quỹ đất Hà Nội đã hết chỗ rồi, mà bây giờ thiêu bố nó đi, chết thì thiêu đi cho nó gọn gàng sạch sẽ, xong rồi mang cho cốt ra giải ở Biển Đông ấy, cho nó mát mẻ. Làm gì mà bây giờ lấy 120 hecta cộng với cả 1.400 tỷ, nói là 1.400 tỷ thế nhưng mà nó lại lên đến 2.400 tỷ, đến 10.400 tỷ, dân đen còng lưng ra mà đóng thuế để xây nghĩa trang liệt sĩ các kiểu cho quan chức. Ôi giời ơi, chó đéo mẹ quan chức, thế này không sống được. Ôi giời ơi, tăng sông mẹ rồi, yếu quá rồi, không nói được rồi, tim đập nhanh quá rồi. Ôi giời ơi, có cái gì ngọt ngọt ăn vào đây để cho không người em tụt huyết áp mẹ nó rồi các bác ạ. Đâu rồi, chả có bánh trái gì giờ này, chả có bánh trái gì mà ăn, thế có buồn không chứ lị. Tôi bán nước mắm thế này. Ôi giời ơi, các ông bà đấy xây tượng đài hết rồi. Đúng rồi, đất đai tổ tiên mồ mả của dân thì chúng nó cưỡng chế, chúng nó mang máy cày máy ủi, chúng nó xúc hết cả mồ mả ông cha người ta lên để chúng nó giải phóng mặt bằng. Thế mà bây giờ chúng nó lấy mẹ nó 120 hecta quỹ đất của thành phố để nó xây nghĩa trang.
Nó xây nghĩa trang mà bố chúng nó ở đấy à rồi. Bộ xây dựng đâu? Ông Nguyễn Đức Chung, chủ tịch ủy ban dân tỉnh độ đến thế thôi. Các bác thông cảm được thì thông cảm, đừng khuyên em mà là không đéo địt. Tổ sư cha chúng nó, anh chị cô bác thấy là chúng nó ác như thế nào, chúng nó nhẫn tâm như thế nào. Mà bây giờ các bác bảo em là phải có văn hóa, bởi vì từ đầu đến cuối em nhận em là đứa vô văn hóa. Nói thật luôn, lớp 3 thôi. Đấy, chỉ có lớp 3 trường làng. Nhưng mà trái tim ấm nóng của em nó thôi thúc em không thể nào mà... Các bác bảo là bây giờ em phải cư xử có văn hóa, nói năng phải có văn hóa, không chửi tục chửi bậy á. Nó dồn nén, nó ức chế ở trong cái phổi của em thì em còn chết hơn. Thà rằng là bà mẹ nó có em đéo địt đéo lắc thoải mái đi, để cho em đỡ ức chế trong lòng. Bởi vì em không còn một cái ngôn từ nào để mà em diễn tả được cái sự khốn nạn, cái sự bất lương và vô trách nhiệm của quan chức cả. Đấy. Đi so sánh đi. Đi so sánh mẹ nó Thái Lan thôi, Indo thôi, không cần so sánh các nước khác. Đi ví đâu, đi ví với Bắc Hàn, đi ví với Trung Quốc. Ôi giời ơi, Trung Quốc nó 1.4 tỷ dân, mà chứng tỏ mà Trung Quốc 1.4 tỷ dân mà nó không độc tài thì nó cũng ứ cai trị được. Thật sự nó để cho dân mà tự do thì cứ nó nổi loạn, cho nên là nó cứ lý do. Thực sự là nó có lý do để nó độc tài, để mà nó khóa mõn người ta, nó không cho người ta dùng Google, hay là nó cho người ta dùng Facebook, YouTube. Các bác Việt Nam mà còn tiến bộ là vẫn cho dùng. Đấy, cho dùng để chúng tôi có những cái tiếng nói phản biện. Sau khi đấy mà các bác thấy rằng là mỗi lần mà tổ chức cái gì ta, Phóng Viên Không Biên Giới và tổ chức Human Rights Watch xếp hạng cái sự tự do báo chí và tự do ngôn luận ở Việt Nam, thì Việt Nam chúng ta có 180 quốc gia, chúng ta đứng thứ 175. Chúng ta hơn Bắc Hàn, chúng ta hơn Trung Quốc, chúng ta hơn Sudan, chúng ta hơn Eritrea, chúng ta hơn mấy cái nước mà gọi là cùng đinh mạt hạng, đói rách nghèo khổ ở châu Phi ấy. Phải nói là cái độ thần kinh khốn nạn của những cái người mà cầm quyền ở đây, nó phải nói đạt vượt ngưỡng của cạn lời. Bởi vì em cạn lời rồi. Ngôn ngữ có văn hóa, ngôn ngữ có học, nói xiên nói sỏ chẳng ăn thua. Bởi vì em quá ức chế, em quá đau khổ cho dân của em, cho nên là em cứ địt con mẹ chúng nó. Nói thật với các bác thế. AK-47, đất nước này yên bình lắm. Đất nước này rất là yên bình, mày đi chống phá. AK-47 ạ, các bạn có mắt không? Cha mẹ tạo hóa sinh cho các bạn con mắt đằng trước, chứ không phải đằng sau gáy, để các bạn biết quan sát, để các bạn biết nhìn nhận, để các bạn biết đánh giá. Đúng không ạ? Tạo hóa cho các bạn có hai cái tai liền, để các bạn lắng nghe hơi thở của những người mà sống lang thang vất vưởng nghèo khó. Các bạn có con tim đập để các bạn cảm nhận được sự thống khổ của nhân dân Việt Nam khi mà chúng ta bị một cái dàn lãnh đạo mà vừa ngu dốt vừa thần kinh khốn nạn như thế. Các bạn tưởng là 1.400 tỷ đồng không có tiền của gia đình, của người thân của các bạn đóng thuế vào để cho các ông ấy làm à? Mà các bạn bảo chúng tôi chống phá. Tôi là một người yêu nước, tôi chả bao giờ tôi ngu dại tôi chống phá đất nước của tôi cả. Bởi vì chống phá đất nước sẽ quy vào tội phản quốc, là tội rất nặng. Tôi mong cho ông các ông các bà đấy suy nghĩ lại, tỉnh tớm lại, để mà nhìn nhận lại cái tư duy, cái não trạng, cái tư duy điều hành lãnh đạo đất nước, để cho đất nước mình tốt đẹp hơn. Đấy, tốt đẹp hơn được mình được. Rõ ràng là các ông các bà ấy đi ngược lại nguyện vọng với cả ông Bác Hồ.
Em nhớ là ngày xưa ông Bác Hồ ông mới nói rằng là chúng ta phải làm thế nào để cho mà chúng ta sánh vai được với cường quốc năm châu trên thế giới. Chính là tuổi trẻ trong nước chúng ta phải hàng ngày rèn luyện đấy, trau dồi kiến thức, tri thức để chúng ta đưa đất nước mình tiến lên. Rõ ràng ông Bác Hồ ông nói vậy. Ông đã mong cái thế hệ trẻ của chúng ta như vậy. Đúng không ạ? Bây giờ các bác thử so sánh xem nào. Các bác đừng có mang mấy cái nước châu Phi nó suốt ngày nó nội chiến, nó đánh nhau vì cái xung đột sắc tộc. Mà chúng ta rất may mắn là chúng ta có sự đoàn kết của 54 dân tộc anh em, rất đoàn kết với nhau, rất tương thân tương ái tương trợ với nhau, chúng ta không có xung đột về sắc tộc rõ ràng nhá. Các bác thấy không, không có xung đột về sắc tộc. Chúng ta có một sức trẻ của 56% dân số đang ở độ tuổi lao động. Chưa có một cái thế hệ nào mà lại cái dân số vàng như dân số của Việt Nam. Các bạn trẻ đang ở đâu? Các bạn trẻ cũng đang trau dồi kiến thức, khoa học kỹ thuật để chúng ta đưa đất nước của chúng ta tiến lên, hay các bạn đang đang u mê ám chướng bởi những cái lợi ích cá nhân của các bạn? AK47 ạ. Tôi phải nói là hết sức đau lòng khi mà các bạn lên đây các bạn cứ nói là tôi chống phá. Thế một người con yêu nước lại đi chống phá à? Ôi giời ơi, có bị dở hơi không đấy? Các bạn chụp mũ có căn cứ không đấy? Dẫn chứng đâu? Dẫn chứng đâu? Hàng ngày hàng giờ các bạn lên mạng, các bạn đọc cái gì trên mạng ấy nhỉ? Các bạn đọc cái gì ở trên mạng? Các bạn đọc cái gì ở trên mạng mà các bạn không thấy rằng chúng ta đang bị ăn vào thực phẩm độc hại ô nhiễm hàng ngày? Chúng ta phải hít bầu không khí ô nhiễm hàng ngày. Chúng ta phải thấy người dân đen, các bạn lương cao, các bạn được 5-7 triệu một tháng lương cao. Các bạn thử đến những cái khu công nghiệp xem. Các bạn thấy rằng là những người công nhân của chúng ta lao động cực khổ như thế nào, mà đồng lương được trả một cách rẻ mạt như thế nào, bèo bọt như thế nào. Thế nào lại em lại cứ tưởng là tình hình là cá mập cắn cáp, bởi vì em cứ nghĩ rằng là cán em cứ nghĩ là cán bộ mấy cái ông bà ở bên lãnh sự quán Chile ấy, mà em cứ tưởng là giết mết hết mẹ nó cá mập rồi, ai dè vẫn còn sót mấy con nó vào nó táp cáp của em. Chứ là đề nghị các ông các bà ở bên